Rồi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách mà ương sứ kim tự tháp. Mình có mua một số hạt sứ kim tự tháp trên mạng các bạn. Mình thử mình mua trên mạng đi coi. Coi coi về mình gieo coi cái tỷ lệ nó nảy mầm và phát triển ra làm sao ha. Thì mình có mua thứ nhất là cái loại sứ Ara, mình mua 25 hạt. Cái loại này là sứ kim tự tháp nha, nó có cái tên là Ara. Mình cũng không biết cái cây nó ra làm sao nữa, bây giờ mình mua mình về mình ươm thử. Cái loại thứ hai là loại Soko mình mua là 50 hạt. Đó, 50 hạt. Một cái loại nữa là loại KH2 thì mình mua 25 hạt. Vậy là mình mua tổng cộng là 100 hạt, gồm có 3 loại sứ kim tự tháp. Đó, 3 loại sứ kim tự tháp. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có mua 1.000 hạt giống Sumalen được nhập từ Thái Lan về các bạn, mà mua tỷ lệ là 1.000 hạt không mới bán, chứ không phải mua là 50-70% hạt người ta mới bán được. Người ta mua mình mua cái tỷ lệ 1.000 hạt vậy đó. Đây mình tổng cộng là mình mua là 1.100 hạt, trong đó có 100 hạt giống kim tự tháp. Bây giờ mình về mình ương thử trước là 100 hạt kim tự tháp. Thứ nhất là kim tự tháp cái tên là KH2, thứ hai là Ara, thứ ba là Soko. Giờ bắt đầu mình tiến hành mình ương. Mình chọn cái cây bằng dừa thì đất mà mình ương á thì gồm có là tro trấu, phân rơm mục mình sàng lại, mình làm nhuyễn rồi, và một số đất nạc. Ở đây là đất nạc này. Đất nạc cũng làm nhuyễn rồi luôn, đất nạc. Ba thứ này mình trộn vô mình làm cái phân, cái chất mà ươm cây, để xem coi cái tỷ lệ nảy mầm của nó, kết quả nó ra làm sao ha. Mình chọn cái khay trồng này là tiện lợi ở chỗ là mình vào chất trồng nó nhanh dữ lắm. Vào chất trồng rất là nhanh, không phải giọng bầu, cho nên mình có thể mình làm với cái tỷ lệ nhiều được. Này bán ở ngoài chợ rất nhiều, ở chỗ mà mấy chỗ mà người ta bán chậu quần á thì các bạn có thể các bạn mua, nó cũng rẻ hơn lắm. Và cái này mình có thể sử dụng nhiều lần được. Mình sẽ ươm cái hạt sứ Ara 25 hạt trước các bạn. Có nhiều người ta chỉ cái cách ương bằng cách là mình dâm, mình ngâm nước, ngâm nước sôi ba son hai lạnh gì đó, mình không làm, mình dâm trực tiếp luôn, thử coi tỷ lệ nó ra sao. Ara, hạt sứ kim tự tháp Ara. Mình gieo hạt kim tự tháp Ara, mình mua là 25 hạt, trong cái bịch này nó đầy 25 hạt, nhưng mà khi mà mình gieo á, mình đếm á, trên cái cây á, mà nó ra tới 30 hạt nữa, 30 hạt không biết chắc mình ta cho thêm quá, nó có dấu cộng nè, chắc có lẽ là cho thêm 25, cho thêm 5 hạt, cho nên ra tới 30 hạt lần. Đó, 30 hạt.
lại. Coi như là cái này là lát nữa mình lấy giấy em biết xóa, mình ghi đây để mình biết, chứ để không khéo là mình sẽ lộn. Đó là cái hạt sứ Ara, tới hạt sứ K2, kim tự tháp K2. Lát nữa mình lấy giấy lấy bút xóa ghi vào đây mới được. Nên bây giờ mình đếm thử coi cái hạt KH2 này được bao nhiêu hạt nha. Ồ, cái hạt KH2 nó bự hơn cái hạt Ara các bạn. Nó bự hơn nè. Kích thước bự ghê luôn. Nó bự à. Khác luôn. Nãy cái hạt Ara nó chút xíu à. Là KH2 này nó cũng to lớn lắm, quá lớn rồi, ghê luôn. Cái này nó bị lép, không biết nó có gì không ấy, không dám mở ra. Tôi luôn nên lớn là khí xung lên chứ rất là nhiều. Mình lấy mình so sánh một hạt thử nha. Đây nè, xứ Su Ma Lan, đây là xứ Su Ma Lan nè. Xứ Su Lan thì hạt của nó giống như cái hạt xứ tấm đơn của mình vậy đó, mà này xứ kim tự tháp nó gấp 2 lần luôn nè. Vừa không cũng khiếp luôn, gấp 2 lần đó. Hai anh Su Ma Lan nằm kế bên này thì kim tự tháp nằm chính giữa. Kim tự tháp tên là cá thôi, cho sánh ha, nó bự hơn nha, rất là lớn. Cái xứ hạt xứ kim tự tháp KH2 thì có 24 hạt à, nhưng mà nó không có đề dấu cộng thì nó không cho thêm, mà nó làm thiếu mình hạt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 24 hạt. 24 hạt nha. Bây giờ nó thiếu nha, thiếu một hạt, nó không có dấu cộng. Còn cái thằng Ara thì nó 25 mà để dấu cộng, thì nó cho thêm. Cái thằng này nó không cho thêm mà nó lại thiếu. Cái vấn đề thiếu hay là không thiếu mình không quan tâm, nhưng quan tâm cái chất lượng hạt nó sao đâu. Cái đó là mới là cái quan trọng. Bây giờ bắt đầu mình ghi nha, mình ghi cho mình quên. Hôm nay mình ươm là ngày 12 tháng 7, mình xem coi cái quá trình 12 tháng 7. Cái này là xứ, là này là hạt xứ Ara. Tới hạt xứ Suco. Suco thì 50 hạt mà cũng có dấu cộng, mình quan sát coi cho nó được bao nhiêu hạt. Đây là hạt kim tự tháp Suco, mình mua 50 hạt. Mình thử ra, mình đếm thử là nó có đúng 50 hạt không nha. Cái hạt của nó thì nó khác hơn cái thằng KH2. Nó tròn mà nó mập hơn, nó cũng lớn vậy đó, nhưng mà nó mập hơn, nó tròn mập hơn. Hồi nãy mình không bình quên móc ra thử một hạt KH2 cho các bạn xem nha. Cái thằng KH2 nó dài hơn, ngộ lắm, nó dài hơn. Còn cái thằng Suco thì nó ngắn hơn mà nó tròn hơn ha. Ngắn hơn, tròn hơn. Bởi vậy mỗi một loại hạt nó có một cái kích cỡ khác nhau.
đó, mình móc cái thằng cá hai lên cho các bạn xem, nó dài nó nhỏ, còn cái thằng Suco thì nó tròn, còn cái thằng mà Ara nãy thì nó lại càng nhỏ hơn nữa. Mình móc thử một hạt lên ha, móc thử hạt lên thử này, hạt con Ara này, đây Ara nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái thằng Suco nữa đó, mà nó mập, nó nhỏ hơn mà nó mập, nhỏ hơn Suco. Rồi các bạn có thể quan sát so sánh thấy rõ ràng ha. Giờ mình trả lại vị trí của nó. Rồi cái thằng này thì dịch trả lại cái vị trí của nó để hồi lại lên trên. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình gieo cái thằng số cô. Hàng 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng, 7 thằng, 7 lần 7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Đây là cái hạt mà Suco, và nó tới 55 hạt đó mà. Đã cho thêm mình 5 hạt, 50 mà cho thêm mình 5 hạt. Đặc biệt cái thằng KH2 không cho thêm. Này, không cái nào mà cho thêm thì để dấu cộng. Đó, để dấu cộng nè. Còn cái nào không cho thêm là không để dấu cộng. Đó. Mà không hiểu là tại sao cái thằng này nó lại không cho thêm. Không biết là cái hạt của nó quý gì không mà nó không cho thêm. Chỉ có loại thằng Suco và thằng Ara thì nó cho thêm mình thôi. Đấy. Nên thôi, bắt đầu mình tiến hành. Này là cũng ngày 12. Giống Suco. Bút xóa gì nó không có bị trôi, dường như mình tưới nước kia còn cái hạt xứ Sumerland thì mình không thể nào mình dăng cái kiểu này được các bạn, lâu lắm, cho nên đó, mình dùng cái cây bằng nhựa, mình dùng cái cây bằng nhựa mình mút đó. Mình sẽ rải xứ này đều ra, đều vậy, cái mình phủ một lớp nữa là xong. Giờ mình sẽ dăm cái sách về. Mình sẽ làm cái video này để mình theo dõi quá trình nảy mầm của cây kim tự tháp các bạn. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 7, mình bắt đầu mình tiến hành gieo. Rồi mình gieo xong rồi coi về cái thời gian tỷ lệ lên mầm nó khoảng bao lâu và cái thời gian phát triển của nó đến khi nó thành một cái cây kim tự tháp. Thì mình sẽ quay một cái clip thường xuyên và liên tục để theo dõi quá trình nảy mầm và phát triển của cây sứ kim tự tháp. Bây giờ mình hiện tại giờ mình có 3 loại sứ kim tự tháp. Mà nói thật với các bạn là có rất nhiều cái loại sứ kim tháp, nhưng mà trước mắt là mình gieo sứ kim tháp 3 loại này thôi. Một là Ara, 2 là KH2, 3 là Suco. Thì mình để trong bóng râm. Ví dụ như là có trời có nắng mình dùng nước cước. Để đến khi mà nó mọc mầm thì mình sẽ kéo nước cước ra để đưa ngoài nắng. Thì loại sứ nó thích ngoài nắng. Thì thỉnh thoảng mình sẽ dùng bình xịt này nè, mình tưới ẩm, mỗi một ngày mình tưới một lần
mình cứ ẩm thôi, mình cứ xương thương thế này. Để này cho nó có độ ẩm nó nảy mầm. Thì năm ngày đầu thì mình có thể là cách ngày mình tới ngày. Và video mình đến đây kết thúc các bạn. Chờ các bạn chờ nhớ đón xem những video tiếp theo. Mình sẽ quay cái quá trình phát triển của cây kim tự tháp và cách chăm sóc của cây kim tự tháp. Và cũng có thể mình sẽ tiến hành những cái video để mình tiến hành làm rễ bàn từng giai đoạn. Để có một cái kim tự tháp, có một cái rễ bàn đẹp. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.